Hello, hello cả nhà. Cả nhà ơi, chế đi Thái Lan chuyến này một chuyến về, chế có rất là nhiều kinh nghiệm. Bởi người ta nói như vậy, thường thường người ta nói gì nè, con người ta đi một ngày đàn học một sàng khôn, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Cho nên là mình phải đi, đi để mình tìm hiểu, mình khám phá được những gì có ích lợi cho công việc của mình nha. Hôm nay chế trẻ 30kg sầu riêng gửi ra Hà Nội cho hai người đẹp. Đây người đẹp này nè, quá ngon sầu riêng. Đâu đôi đưa mặt vô đi coi. Hai hoa hậu, qua đây, qua đây. Sầu riêng, đây đây vô đây. Trẻ sầu riêng kiểu Thái Lan. Hai người đẹp này ăn rồi, bây giờ trở lại mua 15 trái là 30 mấy kg luôn. Đóng hàng chuẩn bị gửi Sài Gòn, sở với Hà Nội ra sân bay. Bây giờ cả nhà coi nè, trẻ sầu riêng kiểu Thái Lan nha, kiểu Việt Nam là xưa rồi. Đây đây đó, chế làm kiểu Thái Lan luôn. Đây ăn cắp kiểu Thái Lan nè. Đó bây giờ là mình là trẻ kiểu Thái Lan rồi. Rồi đây cầm cầm chế đi, cầm chế với quắn lại, cầm sát đưa vô đây nè. Đây đó, ngon cực kỳ luôn, 10 trái như 10 nha. Đó, xuất sắc chưa, gói kỹ lắm, gói từng miếng gì đăng lên Hà Nội về Hà Nội đó. À, để xác lại người đẹp. Cả nhà ơi, bây giờ là trẻ sầu riêng kiểu Thái Lan chứ không có trẻ sầu riêng kiểu Việt Nam nữa. Nhà Việt Nam nhà quê quá à. Bỏ nào bạn đi coi. Đây đó, sorry. Đó phải gói lại gì nè, đang gửi ra máy bay đi Hà Nội đó. Đó người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn, bởi vì phải đi khám phá mới được. Sầu riêng ngon tuyệt vời ông mặt trời. Miếng này trước đi, miếng này trước đi. Đó, đó. Vậy đi, ngon lắm nha cả nhà. Bây giờ là chế trẻ sầu riêng kiểu mô đen này thôi, để xác lại chút người đẹp. À, đó, đó, ngon chưa? Ngon lắm, mười muối như mùi, không có muối nào lỗi hết. Có gì gọt bớt cái cành kia. À, gửi đi Hà Nội nè, Hà Nội có vội được đâu, cứ từ từ nha cả nhà. Đó, chỉ làm còn hơn Thái Lan luôn, vô tay chế là khác luôn. Muối nó nhỏ quá à. Đó, 10 muối chưa mùi. Ồ, xuất sắc chưa. Đây, đưa sát vô, đưa sát vô muối sầu riêng nè. Đây, vàng tươi luôn. Đây, đây, đang trẻ sầu riêng kiểu Thái Lan luôn, kiểu Việt Nam là xưa rồi. Xem mỏng tới. Đó, ngon chưa, bỏ chung luôn đi. À, ngon tuyệt vời luôn. À, ngon chưa. Rồi lấy thêm trái nữa lên dễ nữa đi. Đây đóng cho hai người đẹp này đang về sân bay kịp Hà Nội. Phan đóng cái này dưới đi bụng ơi. Trời ơi làm là phải chuyên nghiệp. Đây rồi nè. À 100.000, không có thuốc nha, sầu riêng chín cây nha. Bữa hôm chứ bán 140 luôn đó, mà bữa nay bán 100 thôi. Tại vì sầu riêng lúc này vô mùa, chứ chế mua được rẻ. Đây, đây cả nhà nhìn chế làm nè. Đó, thấy chưa. Đó, gửi đi Hà Nội nè. An toàn không? Đó, xuất sắc chưa. Để hình dáng lên mét. Đây, phải có thương hiệu. Để vô thương hiệu vô, nghệ nhân thành giao vô ăn nó mới ngon. Rồi, cắt đi, cắt đi, cắt đi phụng. Đó. À, thấy chưa, cả nhà thấy chưa, đẹp chưa, đẹp không, thấy chưa, lên sân bay nó dục cũng không banh luôn. Đó, ngồi trẻ tiếp đi, trẻ sầu riêng kiểu Thái Lan nha cả nhà. Con ba đó, trẻ cũng mệt nữa đó, chứ đừng có nó. Đó bởi gì rồi. Bởi vì chỉ có BD mới sáng tạo thôi. Người bánh bèo là không được.
bánh đèo mà để trưng diện để dẻo với trai thôi sẽ hoàn bền. Sầu riêng ngon cực kỳ. Chế đi qua Thái Lan một chuyến về là chế biết chẻ kiểu Thái Lan liền. Chế chỉ lại cho nhân viên chế liền. Đó cái chỗ này ở xéo. Xéo qua góc đó đó. Ừ, xéo qua góc đó. Đúng rồi, xéo qua đó. Người ta nói đi một ngày đàn, học một sàng khôn nha. Học học nữa học mãi, học bao nhiêu chưa có đủ đâu. Mình phải tìm tòi, mình không có tự ái. Ai hơn ai đã làm cái gì hay là mình cứ học. Để xuống đi. Cái da của chế nó hơi bị lụt thôi. Mình nói ừ đó gì đó. Mình sao tâm thẳng vô. Mình kia năm qua luôn. Mình kia năm thẳng qua luôn. Ừ, chỗ đó đâu có muối gì đâu. Đâm mà xéo qua đây nè. Xéo qua cây dao qua đây nè. Xéo cây dao qua đây cho tao đi. Ừ. Rồi. Yên tâm. Đó. Rất là ngon. Ừ. Đó. Rồi. Đó. Xuất sắc chưa? Thấy chưa? Thấy chưa cả nhà? Vàng tươi chưa? 10 trái như 10. Cả nhà thấy ngon không? Mua thì cứ nhắn tin cho chế. Số điện thoại mày cắt hơi bị ấy rồi đó. 0908 909009. Tới mới trẻ có 5 trái còn mười mấy trái nữa. Trời ơi ngồi cũng một chân sống chứ phải chơi luôn nha. Bởi vì lấy đồng tiền cũng phải dễ đâu mọi người ơi. Cũng chày da chóc chỉ chảy máu đó. Cua sầu riêng chảy máu luôn đó. Trời ơi ngon quá. Trời ơi chết rồi. Thôi rồi lượm ơi. Đưa tới cái bọc đó cho con. Đúng rồi đó mé con giỏi quá. Mình phải sáng tạo chứ. Một bọc không đủ thì mình làm hai bọc. Có gì đâu khó. Đó. Thấy chưa? Đó, ngon chưa? Mười muối như mùi. Đó, người ta ăn rồi, ta biết nè, ta đứng mua nè. Rồi, dán lại. Trái 2kg mấy à? Phụng. Một trái có 2kg mấy thôi. Mấy cô gái Hà Nội này mua về làm quà cho mấy sếp. Ê mở ra thôi. Chế làm á kiểu là cái gì dao gọc á. Tính tiền rồi Thiên. Bỏ tính tiền đi. Thiên mày bỏ tính tiền đi Thiên. Sao vậy nó bị dướng gì vậy? Ê phan phan. Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ. Đừng có vội quá. Bên đây dưa ra nè. Bên đây dưa ra. Đây. Ờ đó rồi. Rồi. Xuống mà cho nó ngay xuống đàng hoàng đi thấy. Chưa có thẳng chứ mà mình lại sao được. Chưa. Thôi cắt cái khúc này ra nó không dính nè. Cắt cái khúc một cái khe nó bỏ đi. Rồi rồi. Đây. Rồi. Dính bụng ơi. Thôi cô ơi, chị cứ nhắc lên đi. Nhắc lên đi là nó ra đằng sau quận là to rồi. Cứ nghe lại coi. Mấy đi qua đây lấy hình dán vô. Đó chứ đóng kỹ vậy nè còn gì bằng nữa. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Làm sao mình đi. Rồi. Chừa lại sao. Lật ngược nó lại. Lật ngược nó ra. Lật ngược.
Rồi đi đi. Thấy không? Cả nhà thấy không? Đây. Đó. Rồi. Rồi, ngon quá. Thấy không? Khô gì nó mới ngon nè. Mà mình đi nó không có bị da nát nữa. Cả nhà ơi. Hả? Cái đó là quá mùi mình ăn ở đây được. Còn đem đi về ngoài mà để đóng kiểu này là nó nát gì nữa. Xéo cái đường hai bên rồi. Đó cả nhà. Có người vào nhờ chị đóng cái này xong rồi người ta chỉ có lấy. Mà muốn mua gọi chế chứ đóng gì thôi. Có số chế rồi phải không? Chỉ gửi ra tới nhà luôn. Mẹ qua bển kêu hai ly hạnh cho hai cô qua. Hai ly hạnh muối. Đây đây đây. Đồ ly ngon cực kỳ. Mười muối như mùi. Không lỗi chế nào chứ. Vẽ kiểu Thái Lan. Kiểu Việt Nam là xưa rồi. Chế mới đi Thái Lan về chứ học đó. Rất là ngon. Để nhìn nhau chút xíu. Để nhau chút nhẹ thôi. Cái gì này đóng nó mới không có bị dập. Đúng không? Nó gọc đường kia đi, vẽ đường trên. Lấy cái muối nó đẹp hơn. À, muối to muối nhỏ. Để mình để xuôi lại. Quá trời luôn cả nhà ơi. Muối xù kia. Bự như là. Cô này người đẹp này năm hợp đó. Ngược ngược. Rồi cắt chút này bỏ đi. Không cắt đi, cắt đi, cắt đi, không có được, nó không có dính. Cắt bỏ chút này. Đó. Rồi. Ấy đi, ấy đi. Đó, cái nhà thấy đóng khéo chưa? Nghệ nhân mà sáng tạo phải có sáng tạo chứ. Đó. Rồi. Rồi mấy anh em mời mấy. Rồi năm hộp nữa. Chị trẻ tới nãy 6 trái luôn không? Trẻ mấy trái? Để cho chị 3 trái. Vậy là trẻ 3 trái. Rồi bổ 3 trái. Để nguyên 3 trái. Rồi lấy ra nè. Ôi vậy là ngồi ghi tên đi Phụng ơi. Ba hộp này của người đẹp thì ghi tên. Để dễ nhớ. Mén lấy cây viết lông cho cậu coi. Dày ra tới đây luôn. Đúng rồi, phải có muối bự muối nhỏ. Ngon lắm cả nhà ơi. 10 trái như 10 nha cả nhà. Để xác lại chút người đẹp. Dính vô con này. Dạ chỗ kia thì phụ mà lấy cái muối sầu riêng nó đẹp hơn. Dẻ sầu riêng kiểu Thái Lan nha cả nhà. Kiểu Việt Nam là xưa rồi. Hai trăm hai người.
Chế mới đi Thái Lan vậy chứ học ăn cắp kiểu trẻ. Đó, ngon. Ở trẻ gì cái muối nó đẹp. Ha. À, nó còn nguyên cái muối à, đã thấy chưa? Thấy không? Ôi ngon cực kỳ. Quả này nhiều muối. Thì cũng như trái kia cũng có quả nhiều hết. Đâu có quả này bự chứ bé đâu mà bé. Ồ, ngon quá. Vàng tươi nha cả nhà. 10 trái như 10, không lỗi muối nào hết. Cái hộp nhỏ xíu thôi. Méo méo. Lật lọc. Đó, chơi gói gì nè. Cả nhà thấy khéo không? Đó. Ừ, trẻ chỗ này cái muối nó còn nguyên à. Nó không có bị né. Ừ. Khui khui cái tách ra đó. Thôi tôi cũng cảm ơn cô vẽ thêm 3 trái nữa. Ngồi chờ đợi nữa tôi mệt quá. Ôi ngon quá ha. Thấy chưa, vẽ gì nó ngon nó hấp dẫn hơn. Cả nhà ơi, vẽ gì cái muối sầu riêng nó còn nguyên à. Đó. Nhìn vừa ngon vừa đẹp mắt. Ờ. Cái gì cũng vậy chứ, phải ập vào mắt người ta. Tốn bọc của tôi đủ thứ tùm lum tà la nữa. Bài chi gì không biết nữa. Bài chi rồi mình. Nhưng mà phải chiều. Phải chiều khách. Chiều khách cho khách vui lòng. Bài cho khách, chơi cho khách vui lòng. Đi về tới Hà Nội là yên tâm. Xuất sắc trong giai tỳ nữ. Phụng. Dán phụng. Bài mấy giờ vậy? Tranh thủ. Bay thì ra quá. 6:30 bay mà. À 6:30 đi. Không sao, tiếng hộ không sao. Ê lấy cái hộp ghi tên vô quên nữa. Tên người đẹp này tên gì vậy? Tú. Tú. Người đẹp Tú. Rồi cắt đi Phụng. Lấy cái hộp nãy đây mẹ. Thôi, cái nào có tên thì là của chị. Đây đây cái hộp hồi nãy đó con. Cái hộp mới sao đâu? Không, mới cái này mới. À mới con cái rồi rồi được rồi. Cái đó để đó. Có tên thì rồi trẻ đi. Thì lấy đi. Mới bổ một nem của chị. Lại lấy thêm trái đó. Vậy là rồi mày không. Ê, 23 giờ 13 với nãy thêm 3 ký mấy đó mày quên hả? 16. À 16 đúng rồi, coi ở trẻ đi. 16. Rồi. 16. À. Đây. Cái gì vậy chị? Người đẹp uống đi ngon lắm. Ôi, cảm ơn ạ. À. Uống đi. Chanh muối. Ngon xuất sắc luôn. Ngon nào. Dễ làm mà. Dễ chi vậy? Chanh muối chanh muối và hành muối. Ngon lắm cả nhà. Sầu riêng vừa ngon lại còn được uống nước ngon nữa. Uống đi, uống đi. À. Trời ơi, chuyện nhỏ tới đây rồi chứ mời gì. Cái gì đâu. Ê xôi không mua hả? Xôi ngon. Bữa Hà Nội biết nhiêu ký không? 330. Chị ra chị hỏi shop của Nhật nó bán. Thèm không dám ăn. Thôi để về Cần Thơ ăn cho nó đã. Dễ sầu riêng kiểu Thái Lan. Chẻ sầu riêng kiểu Thái Lan nha cả nhà. Ship tỉnh là ship ở đâu? Không, trời ơi, bí quyết mà sao nè. Bí quyết mà sao mà trúng thịt được. Trời ơi, đâu có trúng thịt được. Chẻ gì cái muối sầu riêng nó vẫn còn đẹp. Để dài lại. À, nè cả nhà thấy chưa, xuất sắc chưa? À, cái muối sầu riêng nó vẫn còn đẹp không? Sầu riêng 10 trái như 10, nãy giờ không có lỗi trái nào hết. Bán bao ăn mà,
ai hư chứ trả tiền lại tới nhà luôn. Hà Nội cũng gửi trả luôn, Sài Gòn gửi luôn. Bây giờ chuyển tiền 1 phút 30 giây lẹ lắm. Công nghệ thông tin hiện đại mà. Ngon chưa? Ai muốn mua thì số điện thoại 0908 909009 đặt hàng chế nha. Đầu tiên là bao ăn luôn. Đó, trẻ gì cái muối nó vẫn đẹp. Cái muối nó vẫn đẹp nha cả nhà. Rồi. Ra cái muối rất là đẹp, không có bị vể như trẻ kiểu Việt Nam mình. Cái này là kiểu Thái Lan. Thấy chưa? Thấy chưa? 10 trái như 10. À. Ăn rồi, giờ trở lại mua mấy chục kg. Sáng giờ khách đòi mua đâu có bán đâu. Dành lại cho cô hết cho cô. Đó, cả nhà bắt chước trẻ kiểu như chế này nha. À, đó, thấy chưa? Cái muối sầu riêng đem ra nhìn nó cũng ngon nữa. Nó hấp dẫn nữa. Chiều ai bán giùm đi. Ê Yên ơi, Thiên kêu Điệp ra bán đồ, ai bán đồ cho à? Trời, cái này muối quá trời luôn Điệp ơi. Quá trời muối luôn nè. Hai quả muối, một quả 5 muối. Bà này ơi, bà kia sụt muối. Không, sắp vô gì nè. Đó, đem nè. Quấn lại cái gì nữa. Làm đủ kiểu trơn. Đâu phải dễ đâu. Ăn đồng tiền đâu phải dễ. Chị hot chưa? Nhìn người xem đấy. Đó. À, chia sẻ cho chế đi. Chia trẻ Thái Lan, trẻ sầu riêng kiểu Thái Lan. Ở Việt Nam chỉ có chế dao thôi. Rồi dán hình vô luôn. Thương hiệu nghệ nhân thành dao luôn. Đó, thấy chưa? Tuyệt vời chưa cả nhà? Ê, này ghi tên. Cái bút đâu, cái bút đâu? Tú Tú á. Người đẹp Tú. Rồi trẻ đi con. Có quà này nữa. À. Bút quá. Trời nó mới ngon. Trẻ sầu riêng kiểu Thái Lan. Trẻ mới đi Thái Lan về chứ trẻ. Cả nhà con có rõ không? Không có bông cuốn qua thì kệ, bị chúng chửi. Đó, thấy chưa? 10 trái như 10. Trẻ sầu riêng kiểu Thái Lan. Chế đi chuyến Thái Lan này về, chế học được trẻ cách sầu riêng kiểu Thái Lan. Rất là ngon. Cái sầu riêng cái muối ra nhìn là tuyệt vời luôn. Trẻ này hơi bự hơi khó trẻ chút. Trẻ nhỏ nó dễ bẻ hơn. Bầm miếng cho lấy cái giết quà. Đây. Sầu riêng 100 ngàn một ký. Bữa nay xuống giá rồi. Đó, bắt đầu vẽ nè. Còn bớt luôn. Cái này làm hai đi rồi. Bộ nén hết trơn à, bộ kia kia nè. Trẻ rồi. Ừ. Đi, sạch súng luôn. Ta sạch súng luôn mà tét. Mấy cầm mấy. Đây, cả nhà nhìn trẻ sầu riêng của Thái Lan. Ê, đừng ăn sâu quá dính rồi, bị đứt. Trời ơi, ngon quá. Ngon cực kỳ luôn. Ôi, con lớp con này.
Ôi, sạch chưa? 10 trái như 10 nha. Uống còn tươi xanh luôn, tại vì chín cây. Không nhúng thuốc. Chắc chiếc này chế trẻ gì cơ. Có nhiều người ăn cấp nghề chế lắm. Nhưng mà chế chủ yếu là chia sẻ cho mọi người, để mọi người biết. Đó, trẻ như vậy cái muối sầu riêng rất là ra rất là đẹp. Ồ, trời ơi coi nè, tuyệt vời ông mặt trời chưa. Nó ngọt gì đâu mà nó thơm gì đâu. Em phải xây lại quá. Bây giờ đổi kiểu. Nó dài quá mình phải đổi kiểu. Đó. Rồi trái này muối nhiều quá. Còn cái này bớt. Rồi còn hai dĩa muối nữa chắc đựng. Đựng hai hộp quá. Nãy giờ là mười mấy trái là y chang vậy nha. Thế thị mày đứng đó làm chi vậy? Mày chia sẻ mày qua bên kia. Mày ốm nhơm mà mày đứng hết cái đường của người ta rồi. Trời ơi trời. Mày như chiếc xe hú lô vậy đó. Mày đứng cái mẹ đi. Án mẹ cái thằng thợ tổ của tao rồi. Chế thì có nó chế nó thẳng. Sợ gì chứ. Ôi trời ơi, quá trời rồi. Ôi trời ơi, trời ơi. Cái muối sầu riêng nè. Nó bự hơn cái mặt chế nữa đó. Mười mấy trái không lỗi trái nào nha cả nhà. Bây giờ không lỗi trái nào chứ không. Mới đừng có sợ. Sợ xanh, sợ này. Còn chất kia hai hộp. Còn trái nào nữa không? Còn bốn trái nữa. Không, chỉ ăn trái nữa hả? Ba trái mới đúng không? Mười trái à anh? Bảy à? Dạ. Có chị hai 16 cái mấy. Của bà kia 4, của người đẹp 3 là 7 nè. Cũng mà. Có chị kia 5 chứ. Ờ 5, 5 với 3 là 8. Cái muối này để hộp khác. Nè. Ổn. Linh thảo biết không? Con sao đây chứ. Đây. Bây giờ mới thêm cái bọc nữa. Một cái không hết rồi. Quất thêm cái nữa. Mé ơi con quay. Còn hai trái nữa. Đây là bột chế làm. Chến hết trơn rồi. Chín hết trơn rồi. Chín rồi, chín rồi. Đây nè, tao cua còn mấy trái. 900 ngàn hả anh? Mấy trái rồi? Cua của chị nè mấy trái rồi. Ba rồi vậy thôi hả? Anh là cua một trái nữa không? Còn bỏ vô đây luôn. Cua đây một trái nữa. Cái nhỏ đi, đặng để vô đây coi. Trời ơi, cua sầu riêng thôi. Trời nó ngon hơn. Đúng rồi. Đúng rồi, sầu riêng China. Tại vì ở Việt Nam không có sầu riêng. Lấy của China. Người ta ăn, người ta đâu có ngu. Cua sầu riêng China. Đúng rồi, thôi kệ. Chó cứ sủa thì đường ta cứ đi. Chó vô thì lọc mình càng nhiều. Nha. Rồi vậy là cái thằng Nguyễn Hà nó ăn cứt không à. Thôi chặn nó đi. Rồi chứ chặn con chó Nguyễn Hà rồi. Nó vô nó sủa hoài mệt quá. Đây sầu riêng rồi mén cầm mén. Sầu riêng Thái. Mình ở Tươi kiểu Thái Lan. Kiểu Việt Nam là xưa rồi. Cái này cái muối cũng dày quá ha. Ừ.
khác rồi luôn. Dễ kiểu Thái Lan, kiểu Việt Nam hồi xưa rồi. 10 trái như 10. Thấy chưa? Dễ cái kiểu này, cái muối sầu riêng nó vẫn đẹp, nó vẫn ngon nha cả nhà. Đây nè, 10 trái như 10 luôn. Em gái ăn được cái chí gửi ra cho. Chí gói gì chí gửi ra nè. Được không? Dĩ nhiên phải nghiện rồi. Ủa hoa hậu kia đâu rồi? Đang ăn ngoài hả? Ủa nó dạng ngoài hả? Đang ăn ngoài ạ. Rồi sao người đẹp không ra ăn? Nhìn đây sướng hơn ạ. Nhìn sướng hơn hả? Rồi dán lại. Trời ơi rồi, khỏe quá trẻ cái chục trái sầu riêng. Thôi xong rồi. Không còn mấy trái nữa. Xong anh cô luôn, anh cô luôn. Rồi ok, rồi tới anh này luôn. Cui có đóng hộp không? Giống vậy luôn, luôn. Giống vậy luôn hả? Học quá, quay lại đi. Kiểu Thái Lan đó, mới đi Thái Lan cấp nghề đó. Bây giờ cho người Việt Nam ăn cấp nghề tôi lại. Đó. Cái này là mình phải gì đó, cái gì hay mình phải. Đúng rồi. Rãi, đúng đi một ngày đèn học bụng sàn khôn anh. Mình phải cần học thêm học nữa. Nhưng mà cái này không có Thái trồng ở đâu đó. Cái này trồng ở vườn mình. Nhưng mà tôi nói là trẻ kiểu Thái Lan. Đây nè, tao mua mấy chục ký lô nè. Trời ơi, ví dụ có chục chặt gì thì anh không lấy. Không có gì đâu. Trời ơi, 10 cái như 10 anh ơi. Làm như hệt chị luôn hả? Chị đem về hả? Em đem về. Dọc đường không ăn hả? Đây là sầu riêng Thái. Sầu riêng Việt Nam. Bạn trẻ kiểu Thái. Hồ Hưng hả? Ok Hồ Hưng. Tỉnh hả? Xã về Vĩnh Châu hả? Có, Vĩnh Châu có nha. Không biết còn không biết hết trơn mẹ rồi. Em ơi, anh đem về nó không có bị nhừ. Em yên tâm. Anh ăn thử nè, một ngay nè. Đúng tiền chưa mà. Ê nụ. Nụ ơi. Nụ vậy. Không, không, không. Phải sự cố tí xíu. Không sao chứ. Không sao, không sao, không sao. Yên tâm để ta làm cho mà. Cái chiếc kia đôi lúc cũng vậy, tại mình đâu. Rồi dễ ra chứ. Đi quay đồ ăn thôi, quay thức thôi. Rồi đây nè, trả lời tình yêu cho anh nè, bình thường muốn bự chứ sợ không anh em bà anh ở đây mà anh cũng ốc trước kiểu này luôn vậy đó. Sài Gòn thấy chưa, trẻ muối ngon không, muối ngon cả nhà. Rồi ai muốn mua gì nhắn tin cho chế đi, số điện thoại 0908909009. Đây nè, 10 trái như 10. Ai muốn nhắn gì nhắn cho chế. Ngon lắm. Ờ, à, người đẹp cũng Châu Đốc, ngon cực kỳ. Chế đi học kiểu Thái Lan gì chứ trẻ đó. Trẻ gì cái muối sầu riêng nó còn đẹp. Giờ mình chạy cái kia đâu hết được nhiều bụng. Đúng không? Trẻ kiểu này mới hết cả chục trái. Chứ trẻ trẻ tách tách Việt Nam là không hết đâu. Ngon quá. Đây nè, anh thử đi.
ăn thử nè. Ăn đi, ăn thử muối đi. Còn ăn không? Mời mẹ ăn đi. Sao ngọt ngay không? Trời ơi, chị đưa chú ăn thôi. Cô ăn đi con. Đây nè, đó, ăn ngọt ngay luôn kìa. Rất là ngon. Trẻ cái đấy, trời ơi, sợ sợ. Đồ của chế đừng có sợ gì chứ. Nè. Với thèm quá chứ muốn ăn. Hôm nay bò trúng mắm. Nè, ăn sầu riêng. Còn cái nào không bụng? Không hết, chị sẽ lấy luôn rồi. Hết luôn rồi. Bây giờ đi để coi bên nhà nó có đem qua được không. Trời ơi coi trẻ nãy giờ mười mấy trái mệt quá rồi. Thôi chị nói sớm chút được rồi. Làm cho khách ta mua làm chứ đâu có làm cho ai. Rồi Phụng ơi làm đẻ Phụng ơi. Trời ơi trẻ mệt quá trời rồi mười mấy trái nè. Hết rồi. Rồi mười mấy trái đã qua xong tay của chế trẻ 1 phút 30 giây thôi 100.000 một ký nha. Ai ở đâu thì nhắn tin với chế số điện thoại 0908 90 90. Rồi ngon lắm ngay luôn một ký người ta ăn rồi giờ ta lại tụi mình chung ký hồi sáng giờ mua hết chưa đây một đống vỏ. Em hơn trời ơi, tao đi về liền sân bay rồi. Kìa, kia kia lại kìa. Chị lợi chịu quá. Rồi, đây, bỏ vô bọc luôn. 100.000 một ký mà hết rồi. Bây giờ khách mua quá trời hết rồi. Ok, bây giờ nhắn tin đi. Số điện thoại 0908 90 90. Ngày mai chứ vô vườn hái. Mốt có chứ đem ra liền. I love you mọi người, thôi chứ bye bye mọi người nha. Khách đang đông lắm.